Cha anh Gu có gì mà dám vượt Lee Min Ho trở thành mỹ nam hot nhất mạng xã hội? Mới đây, trang Instagram của Cha anh Gu đã cán mốc 31,4 triệu người theo dõi, chính thức trở thành nam diễn viên Hàn Quốc có lượt theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Trước đó, vị trí số 1 thuộc về Lee Min Ho. Có thể nói sự nổi tiếng bùng nổ của Cha anh Gu là điều bất ngờ đối với khá nhiều người. Anh chưa có tác phẩm nào nổi bật càng quét toàn châu Á giống như Lee Min Ho từng đạt được với Vườn Sao Băng. Nhiều người nhận xét, độ nổi tiếng của Cha anh Gu phần lớn nhờ vào sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội. Mới đây, với tư cách những đại sứ thương hiệu Dior tại khu vực Hàn Quốc, Cha anh Gu Acho và Sehun Esso là hai ngôi sao Hàn Quốc tham dự sự kiện Dior Man Fall 2023, giới thiệu bộ sưu tập thời trang nam mới của nhà mốt Dior ở khu quần thể kim tự tháp Giza thuộc thủ đô Cairo, Ai Cập. Sau sự kiện, Cha anh Gu trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn khi báo đen làng mẫu quốc tế Naomi Campbell đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng nam thần tượng lên tài khoản Instagram cá nhân. Bức ảnh Cha anh Gu chung khung hình với giám đốc điều hành của Dior, Pietro Beccari, siêu mẫu Naomi Campbell, tay đua công thức 1 Lewis Hamilton và nam diễn viên Robert Pattinson nhận lượt tương tác lớn trên diễn đàn The Gu của Hàn Quốc. Ngoài ra, Naomi còn đăng hai tấm ảnh chụp riêng cùng Cha anh Gu. Tại sự kiện ở Ai Cập, Cha anh Gu đã ngồi cạnh Naomi khi thưởng thức bộ sưu tập mới của Dior. Nam thần tượng và siêu mẫu người Anh cũng có nhiều khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ và cực kỳ thân thiết. Khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi thấy Naomi thể hiện mặt dịu dàng khi trò chuyện cùng Cha anh Gu. Thậm chí, truyền thông quốc tế ghi lại được cảnh cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau buổi gặp gỡ, Naomi cũng theo dõi tài khoản Instagram cá nhân của Cha anh Gu. Theo On K-pop, nam diễn viên thần tượng người Hàn Quốc đã chiếm được tình cảm của fan quốc tế cũng như các nhà báo người nổi tiếng ở Ai Cập. Khi đến sân bay Cairo để trở về Hàn Quốc, anh Gu được bao quanh bởi vệ sĩ, nhưng anh đã bất ngờ tách khỏi đội hình, tiến về phía trước để vẫy tay chào người hâm mộ Ai Cập và tạo hình một trái tim lớn dành tặng cho họ. Fan quốc tế khen ngợi Cha anh Gu là người đàn ông khiêm tốn, tốt bụng và cực kỳ nhiệt tình. Nhà báo Radha Al-Sayed, người sáng lập tạp chí trực tuyến Al-Sayed, tạp chí về lối sống giải trí của Ai Cập, đã đề cập đến Cha anh Gu và khen anh là người khiêm tốn mặc dù là một ngôi sao K-pop nổi tiếng. Radha Al-Sayed khẳng định, trước đó cô không biết Cha anh Gu là ai, nhưng sau đó đã bị anh chinh phục. Vốn được biết đến là nam thần tượng sở hữu chỉ số IQ cao và vốn tiếng Anh lưu loát, Cha anh Gu không cần người phiên dịch khi tham dự các sự kiện nước ngoài và rất tự tin giao tiếp trò chuyện với các ngôi sao quốc tế. Vẻ ngoài điển trai ấm áp, nụ cười tỏa nắng và khả năng giao tiếp tốt là những lợi thế giúp Cha anh Gu chiếm được cảm tình của người hâm mộ và các đồng nghiệp. Cha anh Gu tên thật là Lee Dong-min, sinh năm 1997, anh ra mắt vào năm 2016 với vai trò là thành viên nhóm nhạc thần tượng ATRO. ATRO được thành lập và quản lý bởi công ty Pantajo gồm 6 thành viên Jin Jin, MJ, Cha anh Gu, Moonbin, Rocky và Yoon Sanha. Hoạt động năng nổ nhiều năm với 3 đĩa đơn, 2 album, song ATRO vẫn là cái tên khá mờ nhạt ở thị trường K-pop khắc nghiệt. Cha anh Gu là thành viên nổi bật nhất nhóm. Ngay từ những ngày đầu debut, anh đã được chú ý nhờ gương mặt đẹp hoàn hảo. Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ bình chọn, anh xếp hạng nhất trong những sao nam K-pop có gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng. Nam thần tượng bắt đầu hoạt động diễn xuất từ sớm, song phải tới năm 2020, anh mới vụt sáng nhờ vai nam chính trong True Beauty. Dù không đạt rating tốt ở trong nước, thế nhưng True Beauty lại thành công rực rỡ ở thị trường quốc tế, giúp Cha anh Gu và hai bạn diễn Moon Ga-yeon, Hwan In-jop vụt sáng. Sắp tới đây, anh tham gia bộ phim điện ảnh Decibel bên cạnh những diễn viên thực lực như Lee Chum-sup, Kim Rae-won. Nam diễn viên Cho Dan-hwan hài hước chia sẻ, tôi từng gặp Chan Dong-gun, Hyun-bin, Lee Chung-jae và Sung Woo-sung, nhưng đây là lần đầu tôi thấy người đẹp trai hoàn hảo như Cha anh Gu. Thực không thoải mái chút nào khi có cảnh quay chung với cậu ấy. Năm ngoái, Cha anh Gu đã mua một căn penthouse thuộc tòa nhà Biopolaris ở Seoul, Hàn Quốc với giá 4,9 tỷ won, khoảng 95 tỷ đồng. Nam ca sĩ diễn viên đã thanh toán một lần mà không cần qua bất kỳ khoản vay nào. Anh sở hữu thu nhập khủng nhờ diễn xuất, quay quảng cáo và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.